Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha. Thì hôm nay tiếp tục em lại dạy online mọi người. Lúc này thì toàn là mấy bạn học online không à. Và em đang dần dần mở lại cái khóa học. Cả nhà mình học online thì sẽ học vào ngày thứ năm. Còn em nhà mình không rảnh thì có thể là học ngày chủ nhật. Còn trực tiếp thì thường là sẽ là ngày chủ nhật. Em giãn cách ra chứ mà để mà dồn lại mỗi ngày mỗi dạy dạy không nổi nha cả nhà nha. Thì thường một lớp học thì đôi khi em dạy một bạn, có đôi khi em gom lại hai ba bạn, tùy vào cái tuần đó có bạn nào học hay không, chứ không phải là tuần nào cũng ba bốn bạn đó. Cho nên là chị em nhà mình ai có học thì cứ nhắn qua cho em Liên tư vấn nha mọi người nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cho mấy chị em nhà mình xem tham khảo cái khóa học bên em 3 giờ sẽ học, và bây giờ là 2:52 rồi. Hôm nay là thứ năm ngày 14 hay 15 ta, để em kêu xem, ngày 14 nha mấy chị, ngày 14 tháng 12. Rồi bây giờ để em sẽ quay cho mấy chị sơ sơ, mấy chị tham khảo nha. Ở đây trước khi dạy là sẽ soạn nguyên liệu ha, đầy đủ hết để mà bắt đầu hướng dẫn cho mấy bạn á cả nhà ha. Đó, cho mấy chị em nhà mình tham khảo. Thường thì những cái phôi xịn này nè là lâu lâu chị mới phát hiện, mới bắt gặp. Tại vì ví dụ như lâu lâu cái tự nhiên nó hot trend lên một cái sản phẩm này, lâu lâu cái nó hot trend lên một cái sản phẩm này, thì những cái sản phẩm này thì những cái ông sĩ người ta sẽ cập nhật cho mình ha, những cái người sĩ người ta sẽ cập nhật. Mình muốn trộn xịn thì mình sẽ mua mỗi cái một hộp để quay cho nó lên xu hướng thôi, chứ thật chất cái giá của nó rất là cao, bán ra nó rất là khó. Bản thân em thì em bán được, nhưng mà mấy chị thì không biết bán được hay không thì không biết. Rồi tiếp tục, những cái phôi thông thường này thì mấy chị đã biết rồi nè. Đó, đây em đọc sơ cho mình nè, bóp hồng nè ha. Cái này là bóp hồng, có người gọi là BOB, có người gọi là bóp hồng. Cái này là bóp trắng nè, Fenty, xù trái cây hoặc là xù cam. Thì nguyên cái nhóm này á, là cái nền kem của nó là cái nền kem dạng khô và rỉ dầu vàng. Khi mà mình muốn chọn kem mà có dầu vàng nhiều thì chị sẽ lựa chọn bốn trong những sản phẩm này. Có nghĩa là không phải mình sử dụng hết. Ví dụ như mình sử dụng cái hàng bóp này thì mình khỏi sử dụng ba cái hàng này. Tại vì công dụng của nó giống nhau, cái nền kem của nó giống nhau, đều là cái nền kem dạng khô cứng. Được chưa? Và một cái công thức là chị sử dụng nhiều quá thì nó sẽ dễ làm cho cái da kem của mình sức nó dễ khô. Nó dễ khô da, hiểu không? Không phải là kem rỉ dầu vàng là ok đâu. Pha những cái ông này nhiều quá đó, nó sẽ làm cho cái da của mình nó bị khô. Hiểu không? Nó khô, cho nên một cái công thức mình phối vừa đủ là được, không nhiều cũng không ít, làm cho nó vừa lên dầu thôi, hiểu không? Nó vừa lên dầu trong kem cho nó đẹp thôi đó, chứ đừng có mà ham quá bỏ cái đóng vào nó làm cho cái nền kem của mình nó bị khô sức, da người ta sẽ dễ bị khô da ha. Rồi còn nếu như mà mình pha hết trơn luôn nguyên cái đóng này là mỗi loại một hộp á, thì mình sử dụng luôn bốn ông này đều được. Còn em nói ở đây là một cái công thức nhỏ, hiểu không? Ví dụ như mình phối một cái công thức nhỏ tầm là 300g, 400g, thì ví dụ như mình lựa chọn những cái nền kem dưỡng trắng, chủ yếu là nền kem dưỡng trắng nhiều. Còn mấy cái thằng nền kem rỉ dầu thì mình lựa chọn ít thôi, một hoặc hai hộp thôi, hiểu không? Đó. Rồi tiếp nha, tao đã hiểu nắm được chưa? Nắm được ha. Rồi em nói lại nè, nguyên cái đống này là nó sẽ là cái nền kem khô dạng cứng, và nó công dụng của nó là nó sẽ rỉ dầu, dưỡng trắng, rỉ dầu vàng ha. Rồi tiếp nè, xù nè, quan nè, BC nè, đờ nao nè, dứa nè, mena hồng nè, mena xanh nè, emon nè, nhật vàng nè, nhật đỏ nè, bông hồng đen, bông hồng nâu đó, rồi sâm vàng, sâm lụ, UB, UE ha. Rồi vết vàng nè, vết hồng nè, vết vàng, vết sâm nè, vết sâm đỏ nè, vết hồng phấn nè. Thì những cái dòng kem này công dụng của nó đều là dưỡng trắng, công dụng của nó giống nhau hết, và cái nền kem của nó là cái nền kem dạng dẻo mịn ha, được chưa? Và khi mình không có biết đọc tên kem thì trên cái vỏ hộp kem nó thường nó sẽ có cái tờ, cái chữ ngay đây nè, thấy không? Đó, trên hộp kem nó có cái chữ nè ha. Đó nè, ví dụ như cái này là bông hồng nâu, còn gọi là rosy. Ví dụ như cái tên thông dụng của nó mình không biết đọc thì mình có thể đọc trên cái vỏ hộp kem nó có cái chữ. Như cái này thì sina nè, vậy thấy không? Đó. Rồi tiếp tục, cái nền kem của nó là cái nền kem dẻo mềm, công dụng của nó là dưỡng trắng. Thì ví dụ như mình lựa chọn mỗi một cái sản phẩm một hộp đều được, hoặc là mình thích cái thằng nào mình lấy thằng đó mình chọn cũng đều được luôn, tại vì công dụng của nó là như nhau. Hiểu chưa?
Công dụng của nó đều là như nhau. Rồi tiếp nha. Được chưa? Rồi tiếp ha. Rồi bây giờ tới cái thằng này, cô tiên nè, Long Phụng nè, AC Thái, AC Mỹ. Thì bốn cái thằng này và thêm cái thằng Z hồng phấn luôn. Cái nền kem của nó là cái nền kem dạng dẻo mà hơi cứng một chút xíu. Và cái mùi của nó hơi hăng. Cái mùi của nó hơi hăng và công dụng của nó sẽ khử da vàng. Không phải là khử da vàng mà khử thâm nhiều một xíu. Và cái chất kem của nó sẽ mạnh hơn mấy thằng này một xíu. Tại vì cái này nó có dạng giống như là nó có thêm chất tẩy nhiều hơn. Chất tẩy nhiều hơn. Đó, và cái mùi của nó là giống như cái mùi ammoniac vậy đó. Cái mùi nó khẳng khẳng khai khai vậy đó. Không. Và cái nền kem của nó là cái dạng nền kem dạng dẻo. Dạng dẻo dừa, dẻo cứng cứng. Cái dạng như là cứng cứng mà dẻo dẻo á. Chứ nó không có được mềm giống như mấy thằng này. Chị hiểu không? Đó. Được chưa? Thì nguyên tất cả những cái dòng kem phao mạch khái ở đây á, công dụng của nó đều là dưỡng trắng như nhau hết. Nhưng mà mỗi thằng nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Ví dụ như thằng này dưỡng trắng nhưng mà nó nghiêng về thằng trị nám. Đó, rồi thằng này là dưỡng trắng. Đó, ví dụ vậy em, ví dụ. Còn này là dưỡng trắng chống nắng, này là dưỡng trắng có thành phần xăm thì nó sẽ là phục hồi. Hiểu không? Thì ví dụ như bây giờ á, mình lựa chọn, ví dụ như mình trộn hết cũng được. Còn ví dụ như mình không có tiền đi, mình muốn mua một cái công thức nhỏ, hoặc mình muốn lựa chọn một hai lố để mình mới ra mình bán, thì mình lựa chọn những cái dòng nào trắng nhiều, hoặc là những cái dòng nào mà xài cảm thấy ok thì mình lựa chọn. Chị hiểu không? Đó, ví dụ như bây giờ giải thích nè. Cái hàng xù là nó dưỡng trắng nhiều. Đó, xù One BC The Now thì bốn ông này là hồi xưa tới giờ là thông dụng, là dưỡng trắng nhiều. Cho nên là đầu tiên là em sẽ lựa cái ông này trước. Và cái nền kem của ổng mềm, dẻo. Đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái thằng UB. UB cái nền kem của nó thơm, cực kỳ thơm luôn. Nó thơm và nó dưỡng trắng nhiều. Thứ ba là xăm vàng, xăm lụa hai ông này. Thì hai thằng này chỉ có thể lựa chọn một trong hai thằng này đều được hết. Thường thì cái thằng xăm vàng nó dưỡng trắng mà nó điều trị sạm nám nữa. Nên là cái công dụng dưỡng trắng của nó rất là im luôn. Đó. Thì có nghĩa là trong một cái đống kem mà mình có thể lựa chọn ra một số sản phẩm nào mà nó ok, nó chất lượng, nó trắng nhiều, thì mình lấy mỗi cái lố về mình trộn. Chị hiểu không? Chứ không phải nhất thiết là bà Liên mới cho tôi UB mà giờ không có UB tôi không trộn được, tôi nghỉ bán. Hiểu không? Không phải như vậy. Có nghĩa là không có UB, hiện tại mình đang ở nhà mình đang có cái này, mình vẫn trộn được cái này luôn. Hoặc là mình sử dụng một công thức xù không vẫn được luôn. Chị hiểu không? Còn mình ra mình bán là mình phải nhiều phôi để làm chi? Lôi cuốn người xem. Mỗi cái một cái, một cái để mình lôi cuốn người xem. Mỗi cái một hộp. Tại vì sao? Người mua người ta sẽ hiếu kỳ và người ta phái nhiều cái sản phẩm bỏ vào một cái thành phần. Nhưng mà riêng á, nhiều cái sản phẩm bỏ vào trong một cái thành phần thì nó cái xác suất của nó là đối với những cái da nhạy cảm nó dễ kích ứng lắm. Đó, cho nên mình lựa chọn cái dòng nào mà đỡ kích ứng, đỡ nhạy cảm mình sử dụng. Tại vì thường mấy cái thằng da mà nhạy cảm á, mình nên là tư vấn kỹ, hoặc là ví dụ như da nhạy cảm mình nên là không bán luôn, nó sẽ dễ hơn. Tại vì đụng tới da nhạy cảm cái gì mấy bà cũng ngứa hết trơn á. Nó rất là mệt, cho nên là riêng bản thân em cũng vậy luôn đó. Những cái da nhạy cảm này em cũng từ chối luôn đó. Tại vì không biết chỗ nào mà ngứa hết trơn. Có khi là người ta sẽ dị ứng với kem bóp. Kem bóp cũng hay dị ứng lắm nha. Chứ không phải là không dị ứng đâu. Có người thì lại dị ứng với kem xù. Có người thì lại dị ứng với kem bông hồng nâu. Em ví dụ, có người thì dị ứng với AC. Không phải là cái nền da nào mà sức cái gì cũng được hết. Chị hiểu không? Cho nên nói đối với cái những cái nền da nhạy cảm là rất sợ cái vấn đề đó. Còn mà cái vấn đề mà trắng là mình rất là dễ giải quyết. Trắng là mình trộn ok là người ta xài sẽ trắng. Nhưng mà sợ nhất là cái nền da ngứa thôi. Còn mấy cái nền da khác là không có vấn đề. Hiểu không? Cái da mà hay nổi mày đây là nền da sao chị? Đâu phải bị dị ứng đâu đúng không? Cái nền da bị nổi bị đay là người đó bị dung sáng rồi đó bà nội. Kiểu người ta uống thuốc sử dụng. Kiểu người ta 6 tháng uống thuốc sử dụng một lần. Mà nó bị nổi bị đay nó chưa dám xài. Bị đay không phải là dị ứng đâu. Bề đai không phải là dị ứng đâu nha. Rồi cây này nó làm sao đâu. Đây rồi những cái thành phần kem mới để em cập nhật cho mình hiểu nè. Ví dụ như là cái kem này là Mena Hồng mới nè. Rồi kem Lulan nè. Kem Top Grail nè. Kem AC đỏ. AC đỏ thì nó có là AC đỏ, AC xanh nè. Kem ấn, kem cô gái ấn nè. Kem Top C nè. Kem Xin Xin nè. Bromina nè. Đó rồi Lulan nè. Kem Halon nè. Senli nè.
kem lo kèn đen nè, đó rồi kem kim nè. Đó thì những cái kem này á, đều là kem dưỡng trắng, nhưng mà nghe nói những cái kem nào mà chuyên trị nám thì nó sẽ là trắng nhiều hơn. Nó trắng nhiều hơn. Nó giống như hồi nãy ngay từ đầu em giải thích á, hiểu không? Giống như cái kem này đi, kem Ludan này đi, nó là cái kem trị nám nè, còn những cái thằng này còn lại đều là kem dưỡng trắng hết. Thì ví dụ như những cái kem xịn nó ra những cái phôi này là từ 8-90 cành trở lên. Mấy chị thấy người ta quay nó ok thì công dụng của nó là như nhau hết. Thì ví dụ như có ra những cái dòng kem mới nữa thì nó cũng giống như những thằng này thôi. Nhưng mà bắt buộc mình phải quay là do nó lên xu hướng, chị hiểu không? Cho nên mình quay, chứ thật chất ra có người ta bảo là bán 1kg 12 củ và 1kg là 8-9 củ. Bây giờ em cho mấy chị bỏ một số cái nguyên liệu khác mắc tiền vô thì nó cũng ra vậy luôn, hiểu không? Nó cũng ra vậy luôn. Ví dụ như cái hộp kem này 150 cành thì mua cái hộp kem gì đó mới đi, hot hot mới đi, cũng 150 cành hoặc 100 cành thì mình bỏ vào nó cũng là dưỡng trắng giống như nhau thôi. Nó cũng không có cái gì là khác biệt hết. Đó, nhưng mà bán cái giống như người ta làm như vậy để người ta bán cái giá nó cao hơn. Chị hiểu không? Bán cái giá nó cao hơn. Giờ ví dụ như mình muốn trắng phải không? Lựa chọn kem xịn 3 hộp thôi cũng được. Đó, ví dụ như 3 hộp giống vậy đi. Dẫn được luôn, phối cho một công thức dẫn được luôn. Rồi cái kem nào mà cho chất lượng đi, mình cứ lấy 4-5 hộp mình bỏ vô nó cũng vậy luôn. Và mình cứ tính cái số tiền ra thì nó cũng như vậy luôn. Nhưng mà tại vì sao? Người ta bán được là do cái người ta đang hot, hoặc là người ta làm này kia để cho nâng cái giá kem của người ta lên thôi. Đó, ai biết thì ví dụ như ta biết thì ta lựa chỗ nào giá bình dân vừa xài người ta mua. Còn không biết thì cứ có tiền thì cứ đâm vô thì tốn tiền vậy thôi. Đó, nó đơn giản như vậy. Chứ thật chất là những cái phôi kem tầm 100-mấy chục ngàn trở lên thì công dụng của nó giống vậy thôi. Giống như nãy em có nói, bây giờ ví dụ như mình sử dụng cái kem Senly này, mình thấy nó ok, cái chất kem của nó đẹp và nó dưỡng trắng nhiều thì mình cứ lựa chọn nó mình trộn, nó cũng vậy thôi. Hoặc là cái kem này mình thấy nó dưỡng trắng nhiều thì mình chọn nó, chị hiểu không? Công dụng của kem pha mặt thái, công dụng nó đều là dưỡng trắng như nhau, nhưng mà cái giá tiền nó cao thì cái giá của mình bán nó sẽ ra cao xíu. Và khi mình sử dụng cái dòng kem nào mình cảm thấy chất lượng thì mình cứ lấy cái dòng kem đó. Ví dụ như bây giờ chị hợp cái kem Luda này mà em thì em không hợp, em hợp với cái kem Bromina, thì em sẽ lựa chọn cái hàng này, em bỏ cái này ra, chị hiểu không? Ừ, rồi ha, tới đây là những cái dòng kem pha mặt là mình hiểu chưa? Rồi, tẩy bông da là cái nào? Đây, đây là những cái thành phần tẩy bông da nè: Thanh Hiền, Muôn Thở, Việt Lan, Lan Anh ha. Là những cái thành này là nó sẽ làm cho da mình nó tẩy, nó bông da. Và Bạch Ngọc Liên nữa, Bạch Ngọc Liên nó cũng là cái dạng kem tẩy bông da luôn nha. Rồi, để em giải thích. Nó có thêm một cái thằng nữa là Lan Anh, là chung hãng công ty với thằng này nè. Nhưng mà thằng Lan Anh em không có xài, tại vì em xài thằng này quen nên em sử dụng thằng này, nên em không có nhập Lan Anh ha. Rồi, tẩy bông da là sao? Tẩy bông da có nghĩa là khi nè, nó có để là lột nhẹ nè, chị thấy không? Cho nó có để chữ lột nhẹ không? Ha. Đó, ừ. Khi mà chị trộn mấy hàng này vào trong kem của mình, nếu mình trộn ít á, thì nó sẽ làm thúc đẩy cái quá trình tẩy da chết, làm trắng da cho mình. Còn nếu mà chị trộn quá đà, quá tay á, thì nó sẽ làm lột da, bong da mà nó cái kiểu đốm đốm á. Đốm đốm chị không? Tại vì khi mà chị muốn nó lột da luôn là mình phải có công thức lột riêng. Còn nếu mà mình không có công thức lột, mình phối nó vào trong kem body mà mình trộn nó quá tay, nó sẽ làm cho bong da. Thì những cái chỗ da mỏng nó sẽ bong, mà những cái chỗ da dày thì nó bong không nổi, nó ra nó lốm đốm, chỗ trắng chỗ đen. Đó, cho nên khi mình phối vào một trong cái công thức mình muốn da người ta trắng, mình phối cái lượng vừa đủ chứ không phải là muốn bỏ nhiều là bỏ. Đó, chị hiểu không? Muốn bỏ nhiều là bỏ là không có được nha. Phải cân đối, cân bằng vừa đủ cái lượng cho nó thúc đẩy cái quá trình tẩy da chết, trắng da thôi. Đó, thì bốn bang này là cái thành phần kem tẩy bông da. Rồi, được chưa? Nhớ chưa? Ghi lại hoặc chụp màn hình lại cho em. Ừ, ghi lại đi rồi em đợi nè. Cái câu hỏi đó là nói chung là ai cũng hỏi cái vấn đề đó hết trơn á. Còn Bạch Ngọc, bởi vì em ấy là phân biệt cho mấy chị bán là hai dòng kem, một là dòng kem cốt, hai là dòng kem cốt Bạch Ngọc Liên, để mà mình phân biệt cho khách. Ví dụ như ai mà muốn trắng nhanh dành cho mấy cái da ngâm đen chai lì thì mình bán là cốt Bạch Ngọc Liên. Còn nếu mà ai mà không thích xài Bạch Ngọc Liên thì mình qua cái dòng cốt xưa là mình sử dụng những cái tẩy này, hiểu không? Và không phải riêng cái hành Bạch Ngọc Liên đâu, nếu mà những cái dòng kem tẩy mạnh cái dạng này nè mà chị bỏ quá tay quá đà, nó cũng đều làm mỏng da, nứt da hết trơn, chứ không phải là riêng Bạch Ngọc Liên không nha. Cái gì cũng vậy hết, mình pha vừa đủ chuẩn thì mình xài nó trắng, còn mình pha mình lạm dụng nó quá thì dĩ nhiên nó sẽ làm mỏng da. Có những cái trường hợp kem á mà em thấy á,
có những trường hợp kem mà chị thấy trên 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 mạng mà người ta mua nha, bản thân em thấy luôn là về người ta xài nó bong da, nó tróc đốm li ti luôn, có chỗ trắng chỗ đen luôn. Có nghĩa là sao, cái kem pha mặt này người ta pha ít mà cái này người ta bỏ nhiều, người ta nghĩ nghe nói là Thanh Hiền Muôn Thở hoặc là Bạch Ngọc Liên á, là nó trắng nhiều đi, người ta nghe nói gì đó, cái xong cái quốc vô bỏ cá đóng. Ví dụ như một công thức này em cho mấy chị nè, chỉ bỏ 1-2 muỗng này thôi, 1-2 muỗng Bạch Ngọc Liên thôi, mấy chị không biết, cái mấy chị về mấy chị quốc hết nguyên hộp luôn, nguyên hộp luôn. Thì chị, em hỏi chị là cái da nào mà chịu nổi, đúng không, cái da nào mà chịu nổi. Người ta chỉ quy định cho mình bỏ 1-2 muỗng thôi, về quốc hết trơn nguyên hũ vô, hoặc là hả mua nguyên cái hũ này về xài luôn. Rồi tôi hỏi bà cái da nào mà chịu nổi, đúng chưa? Rồi sau cái quay lại la người ta, trời ơi sao cái Bạch Ngọc Liên nứt da rồi mỏng da này khi các kiểu, đúng chưa? Ví dụ như một cái công thức này đi, em cho chị bỏ 2 hộp Thanh Hiền Muôn Thở thôi, bà quốc 30 hũ vô, rồi tôi hỏi bà nó thành cái gì. Rồi nó thành cái gì, đúng không? Em nói đơn giản cho mấy chị với lại cả nhà mình hiểu luôn. Ví dụ như một cái công thức kem body đi, người ta cho mấy chị là 2 hộp này thôi, cái mấy bà quốc vô 30 hộp, thì mấy bà nghĩ đi cái da nào mà chịu nổi. Rồi xong cái quay lại cái bảo là kem này xài bong da, tét da, banh da, cái gì nó cũng vậy hết. Khi mà mấy chị nấu một cái nồi canh mấy chị ăn đi, thì người ta quy định là nêm vừa ăn là thôi, quất cho một hũ muối vô. Rồi tôi hỏi bà cái nồi canh đó bà ăn được không? đơn giản vậy thôi. Một cái nồi canh quất nguyên hũ muối rồi sao ăn, hoặc là cái nồi canh đi bỏ nguyên cái hũ đường thì nó ra thành chè rồi, sao mà nó ra thành canh được, đúng không mọi người? Sao mà nó ra thành canh được? Cái gì cũng vậy hết trơn á, cái gì nó cũng có quy định công thức của nó hết trơn á. Ví dụ như một công thức em cho mấy chị bỏ 2 hộp tẩy thôi, quốc nguyên lố vô, nguyên lố rồi gần 20 hộp đi. Đó, ví dụ như mấy bà nấu cái nồi canh đi, ta nêm một muỗng bột ngọt, một muỗng đường thôi, mấy bà quốc nguyên hũ muối vô, nguyên hũ đường vô, rồi không biết nó thành cái gì luôn. Đó, những cái câu hỏi mà nhiều người hỏi. Nói chung không lẽ bây giờ mình ngồi mình giải thích từ người, đúng không cả nhà? Không lẽ giờ mình ngồi mình giải thích từ người, nói đơn giản vậy cho mấy chị dễ hiểu. Em nói về én ha. Thì ở đây én nè, én thì nó có là én Việt với lại là én cà lo và én Mida ha. Thì đây là én cà lo và én Mida. Thì én cà lo công dụng của nó là điều trị sạm nám, dưỡng trắng, điều trị sạm nám, chống ngứa, chống kích ứng da ha. Rồi én Mida thì công dụng của nó là dưỡng trắng, trị mụn. Thì ví dụ như hồi nãy em có nói với chị đó, là cái gì nó cũng có cái liều lượng của nó trong cái dòng én này á. Ví dụ như chị bỏ vào trong kem á, công dụng của nó là giảm đi cái độ kích ứng da với lại điều trị sạm nám. Nhưng mà người ta cho phép một cái công thức chị bỏ một tép thôi, hiểu không? Bỏ một tép, còn nếu mà muốn mạnh thì hai tép, thì hai thằng này lựa chọn một trong hai thằng cũng được, hoặc là hai thằng bỏ vô cũng được luôn ha, hoặc là không bỏ cũng được luôn. Nếu mà mình muốn mạnh thì mình bỏ nó vô, còn mình không thích thì mình không bỏ nó vẫn được luôn ha. Nhưng mà quy định một cái liều lượng là một cái combo em cho chị là chỉ sử dụng 1 tới 2 tép này thôi, chứ mình không có sử dụng 3, 4, 5, 10 tép. Thấy nói nó ok, nó im quá, quất 10 tép vô là không được. Có nghĩa là khi mà một cái nồng độ kem á, người ta cho mình bỏ chỉ định là bao nhiêu đó là đúng bao nhiêu đó thôi, hiểu không? Chứ không có quá vượt mức cho phép. Ví dụ như có nhiều người hỏi nè, cái én là nó có cái thành phần corticoid không chị? Đó, có nhiều trường hợp mấy chị hỏi, chị ơi em nghe nói là én nó có chứa thành phần corticoid, đúng chưa? Và không phải là riêng cái thằng én không, mà tất cả những cái dòng kem trên thị trường có một số sản phẩm đều có chứa corticoid hết, chứ không phải là riêng cái thằng én này không. Nhưng mà khi một cái sản phẩm mà ra thị trường á, thì người ta sẽ cho mấy chị là cái nồng độ vượt mức cho phép và không vượt mức cho phép, mấy chị hiểu không? Ví dụ như sản xuất một cái hộp kem đi, người ta cho chỉ định mình là 0.2% là cái chỉ định của nhà nước, em ví dụ đi, cái quy định của người ta là 0.2%, thì chị làm đúng quy định thì ok, người ta cho chị lưu hành, chị buôn bán. Mà nếu chị vượt mức cho phép, chị cho 5%, 10% hoặc 20%, thì nó quá quy định, người ta sẽ thâu hồi cái sản phẩm đó lại, chị hiểu không? Còn mình cũng vậy luôn, mình trộn kem, cho chị quy định một tép, bà quất 20 tép vô là không được, hiểu không? Hiểu ý em không? Ừ. Đó, nó có cái nồng độ nhưng mà có vượt mức cho phép và không có vượt mức cho phép. Nếu mà mấy chị biết mình sử dụng nó thì mình thấy nó là ok chất lượng, nhưng mà mình lạm dụng nó quá nhiều là không được. Đó, ok chưa? Có nhiều chị hỏi, nhiều khi em cũng muốn giải thích, nhưng mà nó không lẽ bây giờ có người nhắn tin cái mình ngồi mình dòng do cái nửa ngày luôn, mất thời gian nửa ngày của mình, đúng không?
cái gì nó cũng có quy định của nó nha mọi người nha. Rồi công dụng của hàng này chị hiểu chưa? Rồi tiếp nha, em nói tiếp tới công dụng của hàng thanh thảo với hàng BL. Thì cái thằng thanh thảo này công dụng của nó là dưỡng trắng trị mụn, còn BL với lại HNL luôn là công dụng của nó cũng dưỡng trắng, điều trị sạm nám, và nó cũng làm cho cái kem của mình sệt dẻo lại. Dưỡng trắng trị nám sạm màu da, HNL và BL, hai cái thằng công dụng nó như nhau ha, sử dụng thằng nào cũng được hết trơn á. Còn này là dưỡng trắng trị mụn, được không, nắm được chưa? BL dưỡng trắng trị sạm nám. Ừ đúng rồi, BL HL luôn. Ví dụ như bây giờ là em phối cho chị một cái công thức này đúng chưa? Và bây giờ chị thêm 100 gram kem độn vô thì giống như là chị phối một cái công thức mới vậy đó. Thay vì cái công thức mà em bán cho chị mua cái combo 632 cành là cái đó là 100 gram kem đó. Mấy cái phôi mặt này cộng lại ra 100 gram nè. 100 gram thì cái hũ này cũng 100 gram thì giống như chị phối y hệt một công thức mới luôn. Kem phôi mặt nè, kích nè, tẩy nè cũng y hệt giống vậy, nhưng năm cái yếu tố em cho chị vậy đó thì mình cũng thêm luôn nè. Cái này mình cũng thêm vô một ống, cái này cái mình cũng thêm vô luôn, cái này mình cũng thêm vô. Thay vì bây giờ nguyên cái đống này thì cái hũ này chị sử dụng 1/2 hũ tẩy đúng không, giờ chị thêm hết nguyên hũ mít bốn này, chị thêm hết nguyên hũ, thằng này thì sử dụng nửa hũ được đó. Cái này cũng thêm vô 2-3 cặp nữa, tại 100 gram thì phải thêm từ 2-3 cặp nữa, hiểu không, hiểu ý không? Dưỡng thì mình thêm hết hũ nó, tại vì mình thêm 100 gram luôn, hiểu không? Cái này 100 gram mình tính cái kem phôi mặt thái của mình là mình thêm vô cho bằng cái này. Thêm 100 gram. Giống bây giờ nói chị nè, thêm kem là thêm mỗi cái ít hết, thêm kem, thêm kích, thêm tẩy, thêm đủ hết trơn, giống như là mình phối một công thức mới 100 gram kem như đó, một công thức nhỏ. Thay vì công thức này là em phối cho chị là một công thức lớn, nó ra được khoảng dao động từ 800 gram tới 900 gram kem. Còn cái công thức mà em bán cho chị là 632 cành đó là nó ra được khoảng nửa ký kem. Thì cái này cũng vậy luôn, nó trộn ra được nửa ký kem. Hiểu không? Này cũng y chang giống vậy luôn, là mình thêm. Thay vì hồi nãy công thức của mình là nửa hộp tẩy đúng chưa? Nửa hộp tẩy, đúng không? Thì bây giờ mình thêm 100 gram, mình thêm hết hộp tẩy này luôn. Được không? Rồi cái này thêm vô luôn. Nè, thêm vô. Ủa đâu tiêu mẹ nó rồi. Đây nè, thêm vô các án vô ha. Rồi cái này kích này cũng thêm vô một ống luôn. Giống như là chị phối một công thức mới vậy đó, chị hiểu không? Thêm hết tất cả cái điều cũng thêm hết, giống như bây giờ khỏi nói nguyên cái đống này giờ chị nói giống như là phối một công thức mới này đi để em làm một công thức mới cho chị luôn. Rồi nè, em sẽ phối cho mình phối công thức dưỡng nha. Dưỡng thì trên thị trường chị hay bắt gặp nè, một Vaseline nè, một Bạch Ngọc Liên nè, rồi một Abutin nè, giống vậy đúng không? Là cái công thức dưỡng ha. Chị kéo điện thoại lên xí, nó không thấy rõ. Thấy chưa? Như để xíu xuống. Thấy chưa? Mở cái này cứ bớt nó tầm lung quá. Nè, bây giờ ví dụ như em nói nè, thường á chị thấy người ta bán trên mạng người ta không có biết chọn kem cốt, thường đa phần á là cái dòng kem cốt nó cực kỳ rất là khó luôn, chị hiểu không? Nó khó chọn lắm, ít có ai mà chọn được lắm, đa phần người ta chọn kem cốt không được, không trắng, người ta đánh mạnh qua cái dòng này, mà đặc biệt cái dòng này mà nếu mà bán được lại lời nhiều đó. Đó cái kiểu người ta quảng cáo ta bán nè, một Bạch Ngọc Liên thì cái hũ Bạch Ngọc Liên này không chỉ cũng lời mười mấy 20 ngàn, rồi cái này chỉ cũng lời được 10 ngàn mười mấy ngàn, cái này chỉ cũng lời giống vậy, coi như một combo lời được 60 ngàn. Còn một cái combo cốt mà em bán cho chị mà không có Bạch Ngọc Liên em chưa chắc lời được 20 ngàn nữa đó. Ví dụ như có Bạch Ngọc Liên thì em lời được tầm 30 mấy ngàn, thì thay vì em đánh mạnh cái dòng này em bán nó sẽ lời nhiều hơn, đúng không? Là cái đó là riêng về em nói về bán nguyên liệu thôi ha. Còn mà bán kem pha sẵn thì em sẽ chỉ cho mình một cái công thức chính riêng cái dòng này, em chỉ cho mình công thức chính là cái công thức nó xài rất là im. Thay vì cái công thức này á, là Bạch Ngọc Liên, Vaseline và Abutin thì nó làm cho cái kem của mình dễ thoa, dễ thấm, nhưng mà sao nó xài nó mỏng da chứ nó không có trắng nhiều đó. Nó không có trắng nhiều tại sao? Cái này là dưỡng, cái này là dưỡng, còn cái này là tẩy, thì nó không có cái nào mà nó kiềm chế được cái độ tẩy hết, cho nên là mình xài á nó sẽ sáng cho mình nhẹ thôi. Đối với cái da khỏe thì mấy chị xài được, nhưng mà nếu mà mình xài lâu dài á, là cái da đen mà da khỏe là nó sẽ không có trắng. Còn nếu mà cái nền da có tông á, thì nó sẽ trắng, nhưng mà xài lâu dài thì nó sẽ làm mỏng da. Tại vì cái hàng Bạch Ngọc Liên thì bản chất cơ bản chị đã biết nó là hàng tẩy rồi, tẩy bông da rồi, đúng chưa? Và mình pha ví dụ như mình tiết chế ít á, thì nó sẽ xài nó đỡ, mà không biết mà xài lâu nó sẽ gạn da luôn, nó gạn da mỏng da. Tẩy á, thì nó có tẩy đó, nhưng mà có trắng thì nó sẽ không có trắng, hiểu không? Nó bào mỏng da rồi chứ nó không có trắng nhiều
Tại vì bản thân hai thằng này nó là dưỡng lâu sành, nó đâu có gì đâu, là nước thôi, nước nước thôi, nó đâu có cái gì đâu mà để trắng đâu, đúng chưa? Nhiều khi ta quảng cáo là tẩy mạnh, đúng rồi đó, tẩy mạnh thì có tẩy mạnh, nhưng mà cái câu sau trắng nhiều là không có trắng nhiều đâu. Nó không có trắng nhiều, nó được có một cái là dễ thoa, dễ thấm, thơm, xịn mịn. Nếu mà ai phái thì mình bỏ một tí xíu bạch ngọc liên, mình sử dụng ban ngày cái dạng giống như là thơm, xịn mịn, đi làm đi chơi thì ok ha, thì ok. Nhưng mà riêng mà để mà nói mà trắng nhiều thì nó sẽ không có trắng nhiều nha, nó không có trắng nhiều. Chỉ muốn cái này sử dụng im mà nó năng tông nhiều xíu thì sẽ qua cái công thức chính mà em cho mình á. Công thức chính mà em cho mình, em có nói với chị. Tại vì cái công thức này thường chị hay bắt gặp trên thị trường là một bạch ngọc liên, một vaseline, một abutin giống vậy, đúng không? Hoặc là thêm một cái ly vi giống vậy, đúng chưa? Đó ha. Hoặc là thêm một cái alpha chống nắng giống vậy, combo, combo 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, đúng không? Đó, nó kiểu giống vậy. Đó. Nhưng mà sao, nãy em có mới giải thích rồi á, chỉ xài ok đi chơi rồi thì được. Nhưng mà riêng về trắng nhiều là không có trắng nhiều, cái nền da đen bắt buộc là mấy chị phải xài qua kem cốt thôi. Kem cốt thì mình dưỡng nó mới trắng lên cho mình được, cái thằng kem cốt nó mới trắng được. Còn mấy cái này nó là dạng mà dưỡng, 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 dưỡng. Mấy cái này là dưỡng không à, hiểu không?